Xin chào bạn, nay mình giới thiệu bạn một cái sự kiện ăn chia 3 triệu đồng token DFI. Nó bằng 0,3 tổng cung của cái đồng token này. Token này nó khoảng tầm 3 tỷ đồng nhé. Cái này nó 0,3% thôi, 3 triệu là 0,3. Nó 3 tỷ đồng token, token khá là nhiều. Đó thì đó, đây là một cái dự án DeFi nhé, chạy trên mạng lưới của Polkadot. Đó thì mình sẽ làm những cái vụ bên dưới này. Đó này, chỉ mail này, mình sẽ đến trước nhé. Này, theo dõi Twitter, rồi tweet lại này. Tham gia Telegram này, hai kênh Telegram nhé, và viết một bài tweet về Dog DeFi, đốt đốt DeFi với những hashtag này, rồi ok. Đây là Twitter của nó này, mình sẽ follow này, mình sẽ like rất tweet bài game này của nó này. Rồi mình sẽ join hai Telegram này nhé. Có 730 mấy người tham gia bạn nhé. Đây, cái này là 565 người mới ít người tham gia thôi. Rồi ok, mình phải viết một bài tweet nhé với hashtag này nhá, thì mình sẽ tweet luôn cái đoạn trên này của nó này. Mình sẽ dịch cả tiếng tiếng Anh đi. Đó, mình tweet vào. Tweet này. Rồi ok. Bạn có hashtag nhé. Hashtag đây. Bạn nhớ để tiếng Anh nhé. Tiếng Việt hashtag này nó sẽ bị rời nhau ra, nó sẽ không chuẩn. Rồi ok. Xong mình tweet đi là xong rồi. Kiểm tra lại à, tweet ok à. Rồi, ok nhá, tweet thành công nhá. Rồi mình sẽ điền thông tin của mình ở đây, cái này tên Twitter này. Ok, cái này tên Telegram của mình này. Cái dưới này link mình tweet nhá, là cái link mình viết bài đấy. Đây cái link này. Rồi ok, cái này là nó hỏi mình có hiểu gì về Polkadot không? Thì mình ăn chiết nhé. Polkadot nó là một cái mạng lưới network cho kết hợp các nền tảng blockchain với nhau. Đó thì nó đang kết hợp với Chainlink để phát hành những dự án DeFi, giống như là cái đồng XRP phát hành Spark Token, Plan Network để kết hợp với ETH để phát hành những cái DeFi trên cái mạng lưới của XRP. Thì cái đồng Polkadot này nó là như vậy. Polkadot này top của nó cũng là khá là cao rồi, và nó đang kết hợp với Chainlink để phát hành DeFi. Đó, và của nó, ý nghĩa của nó là cái đồng Polkadot này, mạng lưới Polkadot này nó là cái cầu nối giữa các nền tảng blockchain với nhau. Đó, đây, nó đang xếp thứ 9 đây, đồng Polkadot đây, đồng DOT đây. Có thứ hạng khá là cao và đang kết hợp với Chainlink để phát hành DeFi. Đó, giống như cái đồng XRP này thì nó phát hành Plan Network để kết hợp với ETU này để tiến hành DeFi cái mạng lưới của nó này. Đó, thì nó kiểu là như vậy. Kiểu là như vậy nhá. Rồi ok, cái này là một câu trả lời nhá. Tại mình có câu trả lời ở đây rồi. Đấy, Polkadot là cái gì này? Đó, Polkadot là một blockchain có khả năng mở rộng sáng tạo mà DeFi cần. Modify là một gói cơ sở tầng DeFi cho Polkadot, kiểu là như vậy nhá. Thì mình sẽ copy cái nội dung này, mình sẽ để cái câu trả lời các bạn ở dưới cho ở dưới mô tả cho các bạn nhé. Mình dán ở đây. Rồi cái này là địa chỉ ví MC20. Đó, mình hiểu sao vẫn dùng cái địa chỉ ví này. Nhưng mà lại chạy nền tảng Polkadot. Có khi nó chưa tách sang nền tảng Polkadot. Ok. Gắn địa chỉ VPN xem bữa đây và mình gửi đi nhé. Rồi, vậy là hoàn thành. Ok, cảm ơn các bạn.